Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên cho biết, với sự nỗ lực khắc phục sự cổ của công nhân đường sắt, khoảng 18 giờ ngày 7 tháng 8, tàu SE2 đã lưu thông trở lại bình thường sau khi toa cuối cùng của tàu này bị trật bản khỏi đường dây vào chiều cùng ngày. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 20 phút, tại km 720 950 thuộc khu Giang Cầu 2 Trùi ở huyện Phủ Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn tàu chở khách mang sổ hiệu SE2 chạy hưởng thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, khi đến vị trí trên thì toa số 11 nằm ở cuối đoàn tàu, không có hành khách, xảy ra sự cố trật bánh ở trục 1 và 2 ra khỏi đường ray. Lại tàu SS2 ngay lập tức dừng khẩn cấp để kiểm tra. Vị trí này cách ga cầu 2 khoảng 4 km. Sau khi nhận được tin báo, công ty cổ phần đường sắt Bình Trì Thiên đã huy động phương tiện và nhân lực tại chỗ, phối hợp khắc phục sự cổ này bằng cách kích toa để điều chỉnh lại bánh vào đường ray rồi di chuyển toa gặp sự cố về ga gần nhất để thông tuyển trở lại. Trước đó chiều ngày 28 tháng 7, tàu SM11 trên hành trình từ Bắc Nam đi đến Ga huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế để tránh tàu SE4. Khi có đường, tàu SM11 tiếp tục hành trình, nhưng khi chạy đến ghi N10 đã bị trật bắn hai toa số 10 và 11.